Tập 1 Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đã quay trở lại với sự xuất hiện của hai thí sinh tài năng là Hoàng Hiệp với phần thi Đường cong kỳ ảo và Văn Khanh với thử thách Mã đi tuần. Hai thí sinh đã chinh phục được cả ban giám khảo và khán giả với màn thể hiện xuất sắc của mình. Mới đây, trên fanpage của Siêu trí tuệ mùa 2 đã tiết lộ thêm một thí sinh khác có năng lực đặc biệt không kém. Cậu bé có tên Nguyễn Minh Quân, 7 tuổi, sẽ đem đến thử thách Địa đồ đơn sắc. Nghe cái tên thử thách xong, nhiều dân mạng đều không biết cậu bé 7 tuổi sẽ đem đến tài năng gì, có độ khó ra sao. Vương Phong bình luận, địa đồ đơn sắc, toàn những phần thi mới, như vậy thấy khả năng trí tuệ của Việt Nam không hề thua kém. Thấy các bạn nhỏ thi về trí tuệ, mình mừng cho trí tuệ Việt Nam ghê, mong các bé ngày càng phát huy được tài năng của mình và giúp ích cho nước nhà. Tài khoản GK cho biết, hóng siêu trí tuệ Việt Nam tuần, mong rằng sẽ xuất hiện cậu bé Gia Hưng thứ hai. Facebook Hoàng Nguyễn bình luận, thế hệ tương lai của Việt Nam ngày càng giỏi, tự hào về các em. Linh Chi cho biết, chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của các siêu trí tuệ Việt Nam tiếp theo nhé.